Đây là bãi biển Mỹ Khê nha anh em. Đó rồi, cát này cát cũng trắng nè, cát trắng à. Cát trắng à, nước xanh. Điều nắng ghê quá. Mới có 8 mấy chưa được 9 giờ mà nắng quá nắng. Ra đây phơi một bữa một chắc thành con mực, con khô mực luôn á. Trắng. Cát trắng ngon ạ. À. Cá nhuyễn nhừ à. Ra cho. Rồi, con ra đi tới em. Nước lên bên. Nước ra cho. Rồi ra em chấm nè. Ra em chấm nè. Dân sự quá.